Đợt tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh được triển khai với mục tiêu tăng cường công tác quản lý chuyên ngành, thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, từ đó phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp thực tiễn. 4 nội dung được tập trung kiểm tra gồm kiểm tra đối chiếu các nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải sau khi Sở Giao thông Vận tải cấp phép, kiểm tra các nội dung đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo phụ lục 1 Nghị định số 10 năm 2020, kiểm tra tình trạng khí thải và công tác quản lý xe, lái xe ô tô, quản lý sử dụng phù hiệu, thời gian kiểm tra bắt đầu từ quý 2 kéo dài đến quý 4 năm 2023.